rất vui khi quý anh chị lại trở lại với kênh bất động sản chuyên phân phối lại đất nền ở Bến Cát, phường Tân Định, dự án Phương Trường An. Hiện tại với việc Covid đã dần dần được kiểm tỏa, cùng với việc hiện tại Bến Cát đang có 7 dự án công trình lớn thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực này, với những anh chị đang có nhu cầu tìm một nhà, một nền đất xây dựng để tránh việc bất cập cảnh nhà thuê, nhà mướn kèm với rất nhiều sự bất tiện và chi phí đắt đỏ về lâu dài. Ở Bến Cát hiện tại kiếm một nền đất được quy hoạch đẹp, dân cư tập trung, bán kính 2-3 km có đầy đủ tiện ích, anh chị sở hữu một ngôi nhà mơ ước, căn nhà ấm cúng với diện tích vừa đủ, đầy đủ tiện nghi và thoải mái cho vợ chồng trẻ. Có phải thật sự khó, khi gần đây gần như những dự án mới mở ra với quy hoạch đẹp nhưng giá cũng đẹp, chẳng hạn như Bến Cát City Zone hay Mỹ Phước 3, 4. Với tầm giá trị 1 tỷ 500 triệu hoặc cần 800-900 triệu sở hữu nền đất sổ sẵn đối với đôi vợ chồng trẻ có ý định mua nhà. Giá đất tăng cao gây khan hiếm nhà ở giá rẻ, hay chính sách thắt chặt tài chính của một vài ngân hàng lớn. Những ngân sách hỗ trợ của nhà nước ngày càng trở nên khó khăn hơn. Mỗi năm tích góp tiền, khi nào chúng ta mới đủ mua nhà, câu hỏi của tất cả những gia đình trẻ. Nếu quý anh chị đang cần tìm một nền đất với giá tiền vừa phải, tài chính chưa đủ cần hỗ trợ ngân hàng, kênh xin giới thiệu cho A chị dự án ở phường Tân Định cách mặt tiền đường Bê Lân Si 600m, MT 16m, vỉa hè 2m chỉ với giá 1 tỷ 3. Với nền đất 5x1 năm, em đủ để xây một căn nhà khang trang. Trên màn hình mọi người đang xem là vị trí lô đất, kế bên đang có nhiều căn nhà đang xây dựng. Nếu giá trị 1 tỷ 3 khiến anh chị trùng bước, thì từ lô MT 16m, chúng ta có thể đi thẳng ro trong với những nền đất giá trị thấp hơn, chỉ 850 triệu 70m2, mặt tiền 13m. Diện tích phù hợp với cho quý anh chị xây dựng một căn nhà đẹp một trệt một lầu, có thể hai lầu tùy thuộc vào tài chính của mình. Sau đây là một số lý do khiến Bến Cát là khu vực đáng sống và đáng đầu tư. Chỉ sau 2 năm được công nhận đô thị loại 3, thị xã Bến Cát Bình Dương đã có sự thay đổi rõ nét, phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, hạ tầng và tiện ích dịch vụ. Hiện Bến Cát đang tiếp tục thúc đẩy phát triển để lên đô thị loại 2 sau năm 2020. Với sự thay đổi chóng mặt vượt bậc về hạ tầng và kinh tế xã hội đang giúp thị xã Bến Cát Bình Dương lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư bất động sản. Đặc biệt, theo chân các doanh nghiệp FDI, những tháng cuối năm 2020, dòng vốn đầu tư càng ào ạt chảy về đây. Việc tập trung phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn đang dần biến Bình Dương thành thủ phủ sản xuất của Việt Nam, kéo theo sự phát triển của các ngành thương mại, dịch vụ, bất động sản. Từ năm 2019 đến nay, thị trường chứng kiến dòng vốn đầu tư đổ mạnh vào các đô thị phía Bắc tỉnh Bình Dương như Bến Cát, Tân Uyên. Đây là những đô thị trẻ nhưng phát triển năng động và đang có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư. Hôm nay kênh gửi tới mọi người một số nền đất giá tốt ở phần mô tả. Gửi tới quý khách thông tin mua bán đất nền dự án giá gốc tại khu đô thị Phương Trường An. Cung cấp thông tin mua bán, sang nhượng, trao đổi đất, giỏ hàng, đất sổ sẵn. Lô quý 3, gần khu trường mầm non, mặt tiền 7m, gần công viên. Diện tích 4,52m x 17,6m, 77m2. Sổ hồng riêng có sẵn. Giá 800 triệu thương lượng nhẹ cho khách thiện chí. Lô giờ 20, gần khu trường mầm non, đã được chủ đầu tháng 7 xây dựng. Diện tích 5,1m x 12m, 60m2. Sổ hồng riêng có sẵn. Giá 940 triệu thương lượng nhẹ cho khách thiện chí. Lô N5, trục đường lớn 30m từ Ba Lan Si thông ra đại lộ Mỹ Phước Tân Vạn. Diện tích 4,35m x 16m, 70m2. Sổ hồng riêng có sẵn. Giá 950 triệu thương lượng nhẹ cho khách thiện chí. Lô K03, trục đường chính D1 13m, đối diện công viên. Diện tích 5m x 16m, 80m2. Sổ hồng. Mình là Nguyễn Tùng, chuyên phân phối và nhận ký gửi sang tên dự án Phương Trường An. Hiện tại dự án Phương Trường An đã có dân cư về xây dựng an cư cũng như kinh doanh. Quý khách có nhu cầu ký gửi hoặc mua bán hãy liên hệ qua số 0909339019 Nguyễn Tùng để nhận được báo giá. Cảm ơn mọi người đã xem tin, đây bản đồ phân lô giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án, tất cả đều có sổ hồng riêng.